Một đại gia trên đất giàu có lên nhờ cửa hàng bán mì quay có truyền thống lâu đời. Các lò nướng của anh phủ khắp các tuyến đường con phố tại Hạ Long. Cuộc sống chẳng có gì ngoài mì và tiền. Chiều qua tôi vừa mất lô 3 cái thịt bầu.